Thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến một nghịch lý. Trong những ngày nắng nóng kỷ lục này, tình trạng thiếu điện diễn ra trên diện rộng. Giá cả đắt đỏ nhưng nguồn điện tái tạo như điện gió, điện mặt trời thì vẫn phải giảm phát. Thực tế, do mạng lưới truyền tải điện không đáp ứng được việc giải tỏa công suất, nên mỗi năm nước ta có hàng tỷ kWh điện bị cắt bỏ đi. Đây là một lãng phí rất lớn cho xã hội. Nắng nóng, cắt điện luân phiên. Đó là tình cảnh chung của người dân Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc trong những ngày qua. Nguyên nhân được lý giải là do thiếu nguồn điện và không đảm bảo phụ tải khi nhu cầu sử dụng tăng đột biến dù mới chỉ vào đầu hè. Ấy vậy nhưng, thời gian qua, những trang trại điện gió này lại bắt buộc phải giảm phát tới 30-40% công suất chỉ vì hệ thống điện lưới truyền tải chưa đáp ứng được nhu cầu giải phóng công suất các dự án. Khả năng phát điện có những cái thời điểm mà mắc là 48 MW chẳng hạn. Thì lúc đấy thì do cái lưới điện, do cái nhu cầu phụ tải cũng như là cái khả năng mà truyền tải lưới điện khu vực, hệ thống điện quốc gia không tiêu thụ hết được thì bọn em đã bị cắt giảm. Đây là cụm trang trại điện gió trên bờ có quy mô lớn nhất ở nước ta hiện nay với tổng công suất lắp đặt là 252 MW. Theo thiết kế sẽ sản xuất 648 triệu kW điện năng lượng sạch, nhưng thực tế trong quá trình vận hành, cụm trang trại này cũng chỉ có thể phát lên lưới khoảng 50% tổng công suất. Trong những cái ngày gió tốt ở miền Trung thì cái công suất truyền tải ra Bắc là đôi khi phần bị cắt giảm do cái quá tải của đường dây 500 Hà Tĩnh, Nghi Sơn, Nho Quan. Theo EVN, chỉ tính riêng năm 2021, sản lượng điện không khai thác được của các nguồn năng lượng tái tạo lên tới 1,68 tỷ kW, trong đó tiết giảm 1,25 tỷ kW điện mặt trời và 430 triệu kW điện gió, tương đương khoảng 7-9% sản lượng khả dụng các nguồn điện này. Lưới điện cũng là một thách thức mà Việt Nam phải đối mặt. Hiện tại Việt Nam có lưới điện lớn, tuy nhiên lưới điện hiện tại chưa thực sự đủ khả năng để các nguồn năng lượng phi tập trung hòa vào lưới. Vì vậy, cần phải có sự đầu tư phát triển mạng lưới điện. Theo quy hoạch điện 8, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho lưới truyền tải điện là khoảng 14,9 tỷ đô la Mỹ, tương đương một năm khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư hạ tầng truyền tải để giải tỏa hết công suất cho các dự án điện và bắt kịp tiến độ xây dựng nhà máy điện mới là thách thức lớn đặt ra, và sự có mặt của tư nhân được kỳ vọng sẽ giúp phá bỏ điểm nghẽn. Tuy nhiên đến nay vẫn còn rất nhiều vướng mắc. Đầu năm 2022 thì đã có sửa đổi luật điện lực và đã cho phép các cái chủ đầu tư tư nhân được tham gia đầu tư vào phát triển lưới điện truyền tải. Thế nhưng mà chúng ta chưa có quy định cụ thể là họ được đầu tư những cái dạng lưới điện truyền tải như thế nào. Có phải là backbone không hay là chỉ là những lưới để nối từ các cái nhà máy đến lưới quốc gia? Thế thì chúng ta phải có quy định và hướng dẫn cụ thể. Giải quyết hạ tầng lưới điện mới giải quyết được nghịch lý thiếu điện, nhưng vẫn đang phải bỏ phí nguồn điện tái tạo. Nếu hạ tầng không đáp ứng kịp với sự tăng trưởng của nguồn điện này trong tương lai, con số thiệt hại và lãng phí đối với nhà nước, doanh nghiệp sẽ vô cùng lớn.